Mời chị ngồi ha. À, em rất là vui khi được chào đón chị ha. Lên thấy sao, nó có hồi hộp không hay là thấy hồi bình thường? Hồi hộp lắm, tại vì chưa bao giờ ngồi trước. Chưa bao giờ ngồi trước ống kính phải không? Trước tiên á là chị gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình đó chị ha. Hôm nay Nhung xin chào tất cả anh chị em, cô chú trên cộng đồng mạng. Lời chào thân ái nhất. Chúc anh chị em trên cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe, dạng sự như ý đi chứ. Rồi bây giờ thế này, trước tiên là chị Nhung bỏ cái bóp xuống đây cho nó khỏe ha. Cho nó khỏe, đeo thì cũng đẹp nhưng mà nó hơi lùm chùm chút xíu. Nó đẹp rồi đó, đẹp cực kỳ luôn rồi đó. Thì hôm nay thì em rất là vui khi được chào đón chị Nhung. Và chị Nhung vậy là đến từ đâu ha? Đến từ Mỹ Tho. Mỹ Tho, Tiền Giang. Chị Nhung là sinh năm mấy? Sinh năm 71. 71 nghĩa là tuổi Hợi chị Nhung ha. Bởi vì trong gia đình em cũng có người 71 nên là em nhớ. Rồi hôm nay chị Nhung đến thì là muốn bày tỏ điều gì chị Nhung cho cô chú anh chị biết ha? Trước hết thì cũng muốn bày tỏ về hoàn cảnh gia đình, những cái đời tư. Thế có vẻ hơi khó nói hả? Tức là chỉ muốn kết nối về tình duyên ha? Đúng rồi. Sao mà nghĩ? Bây giờ tôi bị hỏi cho nó dễ nói đi. Bắt đầu từ đâu? Rồi, ok chị. Chị biết không, vì cái lý do đó là trước đây khi mà em xem lại video là thứ nhất nè, thứ hai nữa là có một số comment của nhiều cô chú anh chị đó, thì cứ nói là Tuấn bị gặp gái đẹp á, là hỏi nhiều quá hay là nói nhiều quá đó. Thì đôi khi em cũng thấy, cũng xem lại video thì em cũng công nhận, nhưng mà cái tính của em đó là hay đỡ lời cho người khác vì sợ bên kia không nói đó, thì mình hay gợi ý và mình hay đỡ lời. Vì vậy cho nên là xảy ra cái tình trạng là mình nói hơi nhiều, cho nên là qua đó là em cứ muốn là bên kia tự bày tỏ trước rồi sau đó mình mới hỏi. Nhiều khi cũng khớp không biết sao. Thì đó, thì vấn đề là vấn đề chỗ đó đó. Thôi vậy nhờ tâm sự, nhờ Tuấn Vĩ hết đi. Ok, vậy thì mình cứ hài hòa mình trò chuyện với nhau ha. Vậy là cái tình trạng hôn nhân của chị Nhung thì như thế nào? Nói chung là hồi xưa lúc đó cũng còn trẻ lắm, mới có 21 tuổi thôi. Thì cũng đâu có biết gì. Ra đời thì cũng gặp rồi thương nhau lấy nhau, mà tuổi trẻ quá nó chưa suy nghĩ nông, nó còn nông cạn lắm. Cứ vậy rồi cái lập gia đình. Xong rồi chừng lập gia đình năm 21 tuổi, năm 22 tuổi thì có được một bé trai. Nhưng mà mới 8 tháng là hai người chia tay. Sao ấy vậy ta? Mới 8 tháng rồi tội nghiệp con cái gì vậy? Rồi lúc đó thì cũng chia tay, tại vì lúc đó là ý em thì em muốn biết cái tình trạng hôn nhân của gia đình, có nghĩa là chị đã chia tay rồi chị ha? Chia tay rồi. Còn cái việc mà nó xảy ra đó thì thật ra em cũng không có muốn biết nhiều, và hơn nữa là cũng không có giải quyết được việc gì. Miễn là nó chỉ nhanh chính ngôn thuận, chị chia tay rồi, chị muốn kiếm một ý trung nhân thì em sẽ kết nối cho chị. Còn cái việc đó thì mình cũng không có cần bày tỏ nhiều lắm. Và thưa chị, vậy là anh chị có với nhau được mấy người con? Một đứa con trai. Một đứa con trai. Con lớn chưa chị ha? Năm nay cũng 31 tuổi rồi. 31 tuổi. Cũng có việc làm rồi. Vậy là nếu ví dụ như mà lấy vợ sớm thì coi như chị cũng được làm bà xui luôn rồi đó. Hơi sợ bà xui quá. Sao vậy? Già luôn. Thấy nghe nói bà xui thấy già quá hả?
Hiện tại thì chị Nhung đang làm công việc gì chị Nhung hết? Lúc trước là cũng đi làm công nhân thôi, làm công ty á. Dạ. Rồi sau đó nghỉ thời gian năm 2009 thì có lên Sài Gòn buôn bán nhỏ thôi. À. Rồi cũng nghỉ, tại vì công việc đó nó cũng hơi nặng. Vậy hiện tại thì bây giờ thì chị Nhung thu nhập bằng công việc gì? Hiện tại thì mới về Tiền Giang này mới có được có 2 tháng mấy rồi, chưa làm gì. Ủa vậy trước thì ở Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn. Vậy là 2 tháng nay là chưa có công việc làm? Chưa. Vậy thì lấy thu nhập ở đâu để mà sinh sống? Nói chung là lúc trước thì cũng có tích góp một chút ít vậy đó. Dạ. Kéo dài cho vậy là có của hồi môn. có của ăn của để. Nói chung cũng đủ sống thì mà không biết kéo dài được bao lâu thôi. Rồi lâu nay đó thì cái lý do sao mà chị Nhung chưa có nghĩ đến cái việc mà bước thêm bước nữa mà bây giờ lại muốn tới chương trình của Tuấn Vĩ để mà bày tỏ về điều này? Tại vì suy nghĩ không biết là bước tới nữa có được hạnh phúc hay không. Yeah. Rồi mất công phiền phức nữa, rồi cái kéo dài cũng mười mấy năm rồi. Yeah. Thì đó. Xong cái tự nhiên bây giờ lên mạng nè, thấy chương trình của Tuấn Vĩ, thấy kết nối cũng nhiều người thành công. Yeah. Đó, cho nên đi lên đây để coi mình còn duyên nợ gì với ai không. Dạ, khiêm tốn quá. Em thấy chị thứ nhất là ăn nói dễ thương nè, thứ hai nữa là cái ngoại hình thì cũng rất là xinh đẹp nè. Thì cũng hy vọng còn đó chị ha, hy vọng thôi, bây giờ không biết sao nói nữa. Kệ đó, mình có hy vọng đi là cũng được rồi. Nó đẹp. Hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Tim nó đập ình ình. Thôi vậy hả, đập ình ình, vậy chứ không đập là có chuyện à. Không sao chị, mình cứ cởi mở trò chuyện đó chị ha. Vậy hôm nay đó chị đến với chương trình đó thì là chị muốn bày tỏ đến anh nào đó hay là muốn giới thiệu bản thân mình? Để coi ai phù hợp với mình thì đến bày tỏ với mình. Giới thiệu về bản thân đi. Dạ. Nếu như mà ai có cảm thấy hợp thì kết nối. Dạ. Nhờ Tuấn Vĩ kết nối. Dạ. Trong cái đời sống của chị đó thì thường đó thì trong cái mối quan hệ này kia thì có rộng không? Quan hệ thì cũng không có rộng. Nói chung là hồi xưa nhỏ là sanh ra ở Mỹ Tho, nhưng mà đi lên Sài Gòn cũng lâu dữ lắm rồi. Yeah. Tại vì cái nhà bị giải tỏa đó. Mm. Rồi xong rồi về đây thì bạn bè không còn ai á, có một hai người hả. Yeah. Nói chung làm ăn á thì mình lên Sài Gòn thì cũng cái xứ lạ chứ không phải là nơi sinh ra. Yeah. Cho nên quan hệ thì với khách hàng thôi, rồi người ta mua rồi người ta về rồi cũng không có quen gì nữa. À, trước đây vậy là cái công việc chính của chị Nhung là làm việc gì? Bán mấy cái bạc bố dụ, mấy hiên di động á. À, mấy cái bạc để người ta che di động này chứ ha, che. Đúng che. Rồi, dù quán cà phê, dù chợ rồi đó, nói chung là vậy. Dạ. Yeah. Thật ra thì là kể cả là làm những công việc khác cũng vậy thì trong mối quan hệ của mình thì nó cũng có một cái giới hạn nhất định. Còn khi đã lên cộng đồng á, thì đương nhiên là cái sự mà lan tỏa nó rất là rộng. Và đôi khi có thể là cái mảnh ghép của mình đang ở đâu đó mà mình chưa đi tới. Nói đơn giản thôi là cái tỉnh cái bên thôi. Chẳng hạn như là có cái anh nào ở đó ở Bến Tre hay gì đó mà thấy hợp với mình dữ lắm, thích mình dữ lắm, hoặc là mình nhìn anh ta mình cũng thích dữ lắm, nhưng mà đôi bên nếu mà không phải là ở trên cộng đồng thì cái duyên của mình ở trên cộng đồng thì kết nối thì sẽ gặp được. Nếu mà bây giờ nếu mà mình lên mạng mình cũng có quen nhưng mà không có tin tưởng ai đâu, tại vì mình xa lạ quá, rồi người ta nói sao mình nghe vậy thôi. Nhưng mà ở trong kết nối của Tuấn Vĩ á, chương trình này á, thì Tuấn Vĩ có thể phỏng vấn được, có thể biết được những cái gì của người ta nói ra. Yeah. Là thật hơn là ở ngoài đời mà mình không biết, mình chỉ có nói chuyện qua mạng thôi thì mình cũng đâu có hiểu được người ta được cái gì đâu. Dạ. Yeah. Thật ra đó thì giống như em thường nói đó, là có cái câu là trai khôn tìm vợ chợ đông.
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Thì giữa chốn ba quân là rất là nhiều người biết đến chồng của mình, nên là mình hỏi nó dễ và nhiều người kiểm chứng. Ví dụ chẳng hạn như hỏi chồng tôi cái người đó ra sao thì người ta đều biết. Chứ còn nếu ví dụ như anh đó chỉ nói cho chị nghe không á, thì đôi khi là thật sự là những người khác không có biết và không có kiểm chứng được lời nói của người đó. Đúng rồi. Mà thường trước đám đông là sẽ nói thật hơn hai người. Đúng rồi. Bản thân chị đây cũng vậy, thế bây giờ chị mà ở nhà có ai là có người phản hồi liền. Đúng rồi. À, trời ơi, Nhung đang còn quen cái người cái nhà tôi đây nè, chú Vĩ ơi. Dạ. Vậy thì cái việc mà chị Nhung muốn bày tỏ để kiếm về một người để phù hợp với mình đó, thì theo cái nguyện vọng của chị đó thì chị mong muốn kiếm được một người như thế nào? Nói chung cũng đơn giản thôi, nhưng mà đặc biệt là hai điều không nên có. Có nghĩa là hút thuốc với lại uống rượu thường xuyên. Tại vì nghe dị ứng với mùi thuốc lắm. Cái đó thì thật sự mà nói ra là cái lỗi thì người đó thật sự là tôi có tội gì đâu, tôi chỉ hút thuốc thôi, tôi đâu có tội gì, nhưng mà thật sự là cái sở thích của mình không đúng thích. Đúng rồi, cái sở thích của vậy. Mình là không thích như vậy thôi. Thì cũng tốt thôi, chị cũng nói để mà đôi bên hiểu về nhau. Giả lại nếu mà hút thuốc uống rượu nó cũng sẽ có hại cho sức khỏe. Cái đó là mình muốn tốt thôi. Mà biết đâu được, ví dụ như là có một anh nào đó mà hiện tại đang hút thuốc mà lại thương chị, quyết tâm đến với chị, thì có thể anh đó sẽ bỏ được thuốc lá. Đó cũng là một cái động lực cho anh bỏ thuốc. Thì nếu bỏ được thì cũng tốt. Chứ có nhiều người hút mà không thể bỏ được, mà không có bỏ được điếu thuốc xuống nữa. Suốt ngày cứ hút. Chị Nhung biết không, cá nhân vị đó nè. Cá nhân vị đây mà ví dụ như bây giờ em ngồi trong phòng này mà có ai hút thuốc là em bị bụng rụng trên tay. Đúng rồi. Em có cái em kỵ với cái mùi thuốc lá đó, trên thực tế là vậy. Còn uống rượu này kia thì uống rượu chút chút được, chút được. Nhưng mà đừng có nói là thường xuyên, ngày nào cũng sáng say chiều xỉn hết thôi. Không, công nhận điều đó mà em cũng không có khuyến khích những cái việc đó nữa. Bởi vì chị thấy nó có nhiều trường hợp mà không uống là không làm được cái gì hết, chân tay nó bị rung. Rất là tệ hại. Và thường khi uống rượu vô thì là mất kiểm soát của bản thân, nên là tốt nhất là cái người nghiện rượu là đặc biệt là phải cố gắng mà cai, cố gắng mà làm sao đó là đừng để nghiện rượu. Đúng rồi, ta nói có rượu vô là thay đổi tính tình liền à. Mỗi cái sự thật trong người nó đều nó bộc phát ra hết. Còn ngoài hai cái điều chị kỹ ra đó, thì về tuổi tác này kia thì chị Nhung có... Tuổi tác hả? Tuổi tác thì chừng khoảng 56, 57 đổ xuống. Biết chí thú làm ăn, rồi biết quan tâm vợ con. Cái điều quan trọng nhất là biết quan tâm vợ con. Chỉ có ao ước cái điều đó thôi. Biết quan tâm và biết tôn trọng những người xung quanh. Tôn trọng những người xung quanh với lại tế nhị. Tế nhị. Đúng rồi, tế nhị. Không có thô lỗ chị ha. Đúng rồi, thô lỗ. Thô lỗ về là chắc ngày nào cũng nước mắt rớt lập đập. Trong gia đình chị Nhung thì có tất cả mấy anh chị em hết chị Nhung? Trong gia đình có bốn chị em, mà chị là người lớn nhất, chị hai. Chị hai. Rồi một đứa em gái ở bên Mỹ, hai đứa em trai ở Sài Gòn. Nó đều có công ăn sự nghiệp riêng hết trơn. Vậy là cái việc mà tình duyên của chị Nhung thì không may xảy ra cái việc như vậy ha. Cho nên là bây giờ phải coi như giống như làm lại từ đầu. Mà không biết có làm lại được không. Hôm nay chị Nhung đi ở đây thì con của chị Nhung có biết hay không? Không có nói. Nó đi làm rồi. Theo chị thì với lại tại khi mà mình đã chắc chắn rồi mình mới thông báo thôi, chứ bây giờ mình đi mình cũng đâu có biết được là có thành công hay không. Mà theo chị thì cháu nó có ủng hộ mình cái việc ủng hộ chị không? Nó thì dễ lắm. Hơn nữa thì cũng mỗi người có một cái quyền tự do chị ha. Đúng rồi. Với lại trai nó cũng dễ hơn gái. Gái là nó sẽ sâu sắc hơn. Còn về cái việc nội trợ này kia của chị Nhung thì chị đánh giá như thế nào? Chị nấu ăn ngon không?
Nội trợ hả? Thì nói chung cũng thuộc loại khác. Ngon nhất là món gì? Món gì nó cũng được hết trơn á, mà không biết làm sao. Mình ăn cảm thấy ngon mà không biết người khác ăn ngon hay không. Có nghĩa là chưa có người kiểm chứng phải không? Đúng rồi. Phải thì cũng có người nói ngon đó, nhưng mà yeah. một số chứ còn nhiều nữa thì mình không biết. Dạ. Yeah. Còn đối với chị thì chị có tự đánh giá được những cái điểm mạnh của mình hay là những cái năng khiếu này kia của mình, chị có cái điểm mạnh nào không? Năng khiếu thì nói chung làm chuyện gì thấy cũng cũng được đó. Không có không có nói là tệ. Dạ. Làm là thuộc loại khá. À dạ. À, ví dụ như là trong công việc này kia, chị đã từng làm cho ông chủ nào hay là làm cho người ta mà được người ta khen này kia không? Được, làm lúc nào cũng vượt chỉ tiêu. Dạ. Ví dụ tại như vì mình làm hết mình mà. Dạ. Yeah. Giống như hồi xưa làm ở công ty lắp ráp điện thoại di động đó. Dạ. Yeah. Thì cũng vậy thôi. Yeah. Một mình đó, làm nhiều khi 2-3 công việc của người khác luôn. Nó nhanh nhẹn. Yeah. Một mai ví dụ chẳng hạn như là lấy ông xã mà bên ông xã có công ty gì đó hay là buôn bán kinh doanh gì đó, mà chẳng hạn như chị phụ gia đình để giới thiệu mặt hàng này mặt hàng kia hoặc là phụ bán hàng này nọ, thì những cái công việc đó chị có làm được không? Mình nghĩ là mình làm được. Theo chị là làm được ha. Em nghĩ là nếu mà nói về cái việc mà giới thiệu mặt hàng hay là gọi là chào đón khách này kia thì theo em nghĩ chắc là chị cũng làm được ha. Được. Vì thứ nhất là ngoại hình cũng tốt nè, ăn nói này kia cũng nhanh nhạy ha. Có nghĩa là mình vui vẻ là được rồi. Lúc nào cũng phải nở nụ cười trên môi chứ. Ở nhà đừng nói nhà mà chuyện buồn cái đem ra ngoài. Nên khách ơi, hôm nay tôi buồn lắm, tôi không muốn giới thiệu hả? Không giới thiệu gì hết. Dạ. Còn cái gọi là cái điểm yếu của chị thì chị có đánh giá được cái điểm yếu của mình không? Điểm yếu hả? Dạ. Điểm yếu thì giống như sao? Có làm biến không? có bị làm không? À. Không có làm biến. Đây, ngủ dậy trễ không? Không, ngủ dậy sớm lắm. Chẳng hạn đó là những cái điểm. Nhưng mà có một cái là làm những việc nhẹ nhàng thôi chứ không có làm, hồi xưa giờ không có làm chuyện nặng nhọc. Giống như là chưa có làm việc nặng nhọc. Đúng rồi. Rồi chẳng hạn như là có những cái điểm yếu mà hay nóng nảy hoặc là cái ví dụ vậy. Nóng tánh nhưng mà rất là mau nguội. Cũng như là vừa nóng cái là chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng cái là hết liền hết, không còn gì. cũng nhanh nguội phải không? Đại đúng khai. Rồi. Thì hoặc là ví dụ như cái điểm yếu là hay mềm lòng, hay thương người. Đúng. Ai mượn tiền là cho liền, ví dụ vậy, đó cũng là cái điểm yếu. Đó, điểm yếu đó, than một hồi liền. Nhưng mà cũng biết suy xét về những cái đối phương của mình. Giống như là nhạy cảm về cái chuyện suy xét. Đánh giá. Thưa chị, là hôm nay thì em hỏi thì mang tính là cơ bản. Hỏi là mang tính cơ bản để gọi là mình cởi mở với nhau chút xíu vậy thôi. Còn trong thực tế là để ví dụ như sau này ai mà muốn tìm hiểu về chị Nhung á, thì em sẽ kết nối cho đôi bên để tìm hiểu về nhau nhiều hơn chị ha. Còn hôm nay đó thì ngoài những cái câu hỏi cơ bản của em thì chị Nhung có muốn bày tỏ điều gì thêm không? Nếu có thì chị cứ tự nhiên, còn nếu chị thấy nó cũng vừa đủ thì xem như em ghi nhận. Nãy giờ thì cộng đồng cũng đã nghe được qua cái sự trò chuyện của chị. Thế vậy cũng vừa đủ rồi. Đừng có tham lam đồ nhiều quá. Vậy thì cuối cùng chị gửi lời chúc sức khỏe đến cộng đồng, cũng như là gửi lời chào tạm biệt đến cộng đồng, rồi mình chia tay trong buổi trò chuyện hôm nay chị ha. Vậy hôm nay cũng cảm ơn Tướng Quỷ đã cho chị lên sóng đi phỏng vấn chị đi. Để cho cộng đồng mạng, anh chị em trên cộng đồng mạng hiểu được những gì mà Nhung nói ra đó. Thì có gì sai sót
nhờ anh chị em cũng bỏ qua cho, tại vì lên đây rung quá, nói tùm lum hết trơn. Sao đâu có, em có thấy bình thường mà, em đâu có thấy cái gì tùm lum đó. Nãy giờ tim nó đập rồi, nói tùm lum hết trơn, không biết có đúng không nữa. Thôi vậy bây giờ kết thúc nha, để nhường thời gian cho anh chị em khác đang chờ đợi. Nhung cũng chúc anh chị em, cô bác trên cộng đồng mạng với Tuấn Vĩ được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, rồi gia đình hạnh phúc. Rồi có nhiêu đó thôi ha. Ok chị. Vậy thì em xin ghi nhận, rồi sau này có ai mà muốn kết nối với chị Nhung thì em sẽ ghi nhận rồi gửi cho chị Nhung xem. Rồi hy vọng là tình duyên sẽ sớm đến với chị, để chị bớt cô đơn và đỡ nó phí cái tuổi xuân của chị ha. Không chị? Tuổi xuân cũng không còn được bao lâu nữa. Dạ đúng rồi. Ok chị. Vậy đi, rồi chị đưa cái micro ra ngoài cài cho cái người tiếp theo giùm em nha. Chị cầm vậy luôn cũng được chị. Dạ. Chị cầm vậy luôn đi. Rồi ra ngoài đó thì chị. Rồi, cảm ơn Tuấn Vĩ nha. Dạ dạ. Dạ. Mong sớm gặp lại nha. Đi một về hai đó. Mai mốt ví dụ như là có lần thứ hai gặp lại là sẽ đi về cùng một anh nữa đó. Rồi, này là trong sự cho Tuấn Vĩ đó. Dạ. Rồi, chào chị. Dạ dạ. Tới em nào.